tại Cộng hòa Dominica có đại sứ thương hiệu SWC. Oga có cấp bậc expert trong chương trình đối tác và đã 2 năm làm việc tại khu vực Cộng hòa Dominica, Haiti, Puerto Rico và Costa Rica. Đại sứ thương hiệu mới sẽ phát triển cộng đồng tại Cộng hòa Dominica, tiến hành thu hút vốn cho công nghệ và chuẩn bị các dự án thương mại tại địa phương. Với sự tham gia của phòng chuẩn bị các dự án cụ thể SWC để chuyển trực tiếp cho hoạt động tiếp theo của AS. Trở thành đại diện của SWC tại Dominica, trước tiên, đó là vinh dự lớn đối với tôi. Kế hoạch phát triển cộng đồng chúng tôi đạt 100.000 người trong năm sau. Sự kết hợp mọi người, đó là nhiệm vụ quan trọng và đầy trách nhiệm. Tôi biết chắc rằng, hoạt động của chúng tôi tại Dominica sẽ chắc chắn thành công nhờ công việc trơn tru của toàn bộ đội ngũ. Chúng ta có điều để đề xuất và có thứ để lôi cuốn. Chúng ta là một cộng đồng phát triển, kết nối mọi người, giúp mang lại niềm tin vào tương lai. Oga Veronica chia sẻ các kế hoạch. Vai trò của đại sứ được lựa chọn bởi những người không chỉ làm việc tích cực và hiệu quả để thu hút đầu tư, mà còn biết cách xây dựng giao tiếp đúng đắn với chính phủ của quốc gia nơi họ làm việc. Đồng thời có khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư lớn. Đó là những người tích cực không chỉ trong hoạt động với SWC mà cả trong các lĩnh vực đời sống cộng đồng khác của đất nước. Như ví dụ này, Oga Veronica, đồng thời với việc được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu của SWC, đã nhận được tư cách là thành viên của diễn đàn đa phương của nhóm đạo đức chính phủ thuộc Cộng hòa Dominica tại Liên Hợp Quốc. Link đăng ký dự án Skyway và nhận ưu đãi ngay hôm nay ở phần mô tả video này. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.